Khách sạn mà bọn mình book mọi người ạ. À, em villa cảm giác như kiểu là đang ở một rừng cây vậy. Không biết có nhiều muỗi không nhỉ? Hello mọi người, đây là căn phòng của chúng mình thuê với mức giá là gần 6 củ cho một đêm. Phòng ở đây mình xem hầu như căn nào cũng khoảng tầm có mười mấy mét vuông thôi mọi người ạ. Căn này thì nó có cái decor nhìn rất là hay và rất là lạ nhá. Đấy, rất nhiều gương mình rất là thích. Phố này như kiểu phố đi bộ Nguyễn Huệ ấy. View rất là chill nha mọi người, mặc dù không phải là nhìn ra tháp Eiffel. Nhưng mà nó tiện nhất nữa chill là nó có cái petro, petro bên kia. Bên kia là có khu tàu điện ngầm nhá. Lúc mà mình xem các phòng ấy mọi người thì mình có xem qua vlog của bé Chloe ý. Và mình thấy là căn này rất là hợp ý mình và rất là đẹp luôn. Mình cũng sẽ để cho mọi người nhiều option ở phía bên này nhá, để cho mọi người lựa chọn. Có mức giá khoảng tầm 4 triệu, 5 triệu cũng được. Nhưng mà sau một hồi đắn đo thì mình thấy rằng là ở đây thì nó vừa nhìn trông mới mẻ, có nhìn vừa trẻ khỏe. Nên là mình tiện là mình book luôn. Đấy. Còn đâu là mình gửi cho mọi người có một số căn mà có cái phần gác mái ấy cũng rất là xinh luôn. Đây, đây là phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh thì cũng nhỏ nhắn thôi nhưng mà rất là sạch sẽ. Cảm giác như khách sạn này mới ấy, và mình thấy rất nhiều gương, mình rất thích nhiều gương. Nhìn phòng nó rộng hơn rất là nhiều. Đây. Đó, trời ơi, trông sang trọng xỉ hụ. Mọi người có thể book căn này khi mà đến Paris nha mọi người, vì giá cũng rất là hợp lý. Mình nghĩ rằng là với cái khách sạn mà nhìn trông nó vừa mới vừa sạch thì mức giá khoảng tầm là 6 triệu này hoàn toàn hợp lý luôn. Có một cái lưu ý nữa là bạn bè mình bảo rằng là nếu mà đi book ở đây ấy, mọi người book ở Paris ấy, thì mọi người nên book khách sạn, đừng nên book apartment ấy, thì rất là dễ nguy hiểm. Rất là dễ kiểu ví dụ như mất đồ hay là như thế nào đấy. Nên là mình chỉ chưa gặp phải nhưng mà thôi, cẩn thận vẫn hơn. Thế nên là mình quyết định vẫn book khách sạn mà khách sạn này rất là vừa ý mình. Đây, tổng quan lại một lần nữa nha. Xinh vô cùng, mình sẽ nốt cho mọi người tên khách sạn này cũng như là một số các khách sạn khác để mọi người tìm nha. Bọn mình không kịp thay quần áo, chỉ kịp kiểu là bỏ đồ lên trên phòng, check in các thứ. Và sau đó bây giờ bọn mình sẽ đi ra chỗ quán ăn. Vì theo lịch là bọn mình sẽ phải đi ăn lúc 12 giờ, bây giờ là 1 giờ hôm rồi. Sau một tí nữa bọn mình sẽ về thay đồ và đi ra tháp Eiffel sau. Không làm gì đấy? Không làm gì đấy? Check fan hâm mộ à? Đến nơi rồi đây, theo cái plan của Ly ở nhà thì hôm nay Ly sẽ ăn sáng ở quán cà phê cực kỳ hot ở Pháp, Le Deux Marcottes. Merci beaucoup. À, votre service. Theo cái phong cách của người Pháp ý, thì ăn uống phải chậm rãi và từ tốn, nên là mỗi bữa ăn thì bọn mình sẽ ăn mất khoảng thời gian 2 tiếng. Đây là Thương nhá. Thương khi mà mình up cái lịch trình của mình đi Pháp ở trên Insta thì Thương mà nhắn tin cho mình bảo là Thương đang ở bên này. Và Thương có gì Thương sẽ hỗ trợ giúp mình, đưa mình đi chơi, đi ăn đi chơi, chỉ một cách đi như thế nào. Cảm ơn nhiều nha, hôm nay là lần đầu tiên gặp. Cho em gặp thì em cũng vui. Vui như nào, vui như nào, vui như nào. Uống no say xong thì bọn mình quyết định là sẽ đi ra tháp Eiffel để chụp ảnh và sẽ đi dọc bờ sông Seine để chụp ảnh tiếp luôn. Hello, voilà, ici Paris. Trời ơi, khung cảnh cuối thu và một buổi chiều thật là thơ mộng ấy, cảm giác đứng chỗ nào cũng tình ý. Giờ máy quay là thích luôn ý. Chị rất là may. Bởi vậy hôm nay Paris chào đón chị Ly với lại cơn. Rõ ràng hôm nay dự báo thời tiết là mưa đúng không? Đúng, nhưng mà Paris lại chào đón chị là, em rất lo. Là trời nắng. Là trời nắng. So happy. Đây. Còn mình đang đi bộ dọc quanh tháp Eiffel mọi người ạ. Để chỗ nào đẹp thì bọn mình sẽ ngồi xuống bọn mình chụp ảnh. Chỗ này ngồi trông cũng đẹp đấy chứ, nhưng mà tôi không nhìn thấy tháp đâu. Đi xuống dưới khúc khúc hàng ngày đi ạ. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Trời ơi, đẹp quá.
chắc là tôi chuyển sang đây ở mất các bác ạ. Nếu như mà cứ chuyển hàng từ Việt Nam sang đây mà bán được hàng, chắc tôi ở đây luôn, tôi bách luôn chồng tôi sang bên này ở. Đẹp quá. Ước gì mỗi chuyến đi về nhà được 1.000 đơn. À đây, chiếc áo măng tô siêu đẹp. Trời ơi. Chiều bọn mình đang đi di chuyển ra chỗ ăn trưa. Nhưng mà có một vấn đề là anh Bi đã là bị làm mất ví. Trong ví có bằng lái xe và có cả thẻ visa nữa. Trời ơi, bọn mình không biết là bọn mình trong lúc chụp bọn mình đã đánh rơi hay là bọn mình để quên ở phòng nữa. Thế nên là tí nữa bọn mình bắt đầu mới tìm được. Bọn mình bây giờ đang di chuyển ra chỗ ăn tắm. Mọi người hãy cẩn thận nhá. Trời ơi, đường phố đây siêu đẹp. Quả cam hôm nay hơi buồn, bọn mình đến muộn nên là tại vì bị mất ví, thế nên là đi phải tìm ví, thế là bây giờ là đang không có bàn mọi người ạ. Trời ơi, buồn quá, bọn mình sẽ phải ngồi chờ nhá, còn tầm 30 phút đến 1 tiếng. Mình đang chờ em mình là Dương để xem là bọn mình có đổi địa điểm sang chỗ quán Mama khác ở trong chuỗi hệ thống Mama không. Chuỗi này có rất là nhiều quán ngon mọi người ạ, mình đã tìm hiểu rất là lâu và ở đây có nấm truffle cực kỳ ngon, đỉnh shop luôn ý. Đói thối vào mồm này. Mọi người hôm nay mình lại đi với cả một tour guide mới nha. Em này là em Dương. Dương sinh ở Pháp nha. Dương có bán đồ hiệu, thế nên là những bạn nào mà muốn mua đồ hiệu thì có thể nhắn tin cho Dương để được giá ưu đãi đặc biệt. Đóng Pháp chị của Lưu Lưu nha. Đây, Dương đang quay là tối nay Dương sẽ dẫn mình đi ra quán có anh, quán mì có anh đi ra kìa. Có anh đi ra từng ăn mọi người ạ. À. Trời ơi. Trời ơi, Dương đi ăn đấy là gặp luôn anh yêu. Đây nè. Em ơi, anh này đi ăn nhá, xong mày kiểu còn em dẫn anh ấy đi ăn đúng không? Đúng rồi, em sẽ anh này đi ăn nữa nè. Anh này anh nào đấy? Anh Kim So Hyuk hay tên gì? Hay Lee So Hyuk nhỉ? Thôi đẹp đi là chưa đẹp trai. Đẹp trai, rồi trai đẹp. Đây là mì truffle trong huyền thoại mọi người ạ. À. Được quảng cáo rất là nhiều đây. Đây là pizza truffle nhá. Và đây là mình không biết là cái gì bò sống hay cái thịt gì đấy. Đây là thịt bò. Đây thịt bò sống. Chồng mình cầm hàng cho mình đi chụp. Trời ơi. Thương chồng ấy. Chồng ơi. Number one. Love you. Thân phải thoải mái này. Hello mọi người, mình đang ở bảo tàng Louvre mọi người ạ. Voilà. Louvre Museum. Không biết là đúng không? Bảo tàng Louvre đông quá, với cả bọn mình cũng không đặt được chỗ ở quán cà phê Marly ở ngay chỗ sân của cái bảo tàng Louvre. Thế là mình quyết định là sẽ đi dọc cái con phố Opera đến khu trung tâm mua sắm để đi mua đồ với cả đi lượn phố xem có những chỗ nào đẹp đẹp để dừng lại chụp hình. Ô mọi người ơi, mình đi ra hàng bánh thì mình tìm ra nhưng mà mọi người chồng đi ra chồng xếp hàng mua cho vợ đi. Chào. Chồng xếp hàng xong rồi khoảng độ tầm 4 tiếng nữa chồng quay lại. Hôm mình ở Paris những ngày đầu thì lúc đấy ở đây chưa trang trí Noel mọi người ạ. Thế nên là đến khoảng tầm tuần sau bọn mình quay lại thì bắt đầu mới trang trí lên đèn lung la lung linh. Còn hiện tại thì mới chỉ có ở trong khu trung tâm mua sắm với cả mấy cái windows thôi. Nhưng mà vẫn cũng rất là đẹp nha mọi người. Hello mọi người, và bây giờ mình đang có mặt tại cửa hàng Louis Vuitton. Và bây giờ sẽ là
cuộc chơi của Vizen. Hạ phòng đi anh, hạ phòng anh đi anh. Đấy nhá, bù bao nhiêu công sức nhá. Mới book được bạn photographer này, vừa chụp đẹp này, thích ăn lại còn thích ngủ với chủ. Xong rồi bây giờ lại phải đi mua đồ quà cho ông ý nữa. Trời ơi. Ở kia hết sạch đôi giày mà Vizen muốn mua nên bây giờ bọn mình phải đi sang store khác. Trời ơi, đông dã man. Wow, xinh không chồng? Thế á? Thế mai chụp mấy bộ quần áo đây? 10 bộ. Hôm nay chụp mấy bộ? Hôm nay chụp 2 bộ. Tại 2 bộ. Hôm nay chụp 2 bộ. À ừ đúng rồi. Cộng với 2 bộ buổi chiều. Là mới được 7 bộ. Mai 10 bộ nhá. Ờ. 10 bộ thì thêm quả kính. Mai chụp xong rồi bắt đầu mua kính cho sau nhá. Tặng đúng không? Tặng để lấy nhá. Này, mua cái áo này là chụp 100 bộ ngày mai luôn. Được, gật đầu luôn. Rồi ôi, tư vấn làm gì anh, làm gì có tiền đâu mà tư vấn. Khổ ghê á. Trời ơi, cảm giác mấy hôm không được ăn hoa quả ấy. Thèm dã man. Hồng này ngon này chị này. Thế à? Thế giống, ơi. Giống hồng bên Nhật ấy. Xinh thích lắm đấy. Giống hồng bên Nhật đấy. Bọn mình đang đi ra quán mì udon mà anh Di đã từng ngồi ăn ở đây mọi người ạ. Ta-da. Trời ơi, anh Di đã từng ngồi ăn ở đây, không biết tí nữa mình ngồi được vào chỗ mà anh Di ngồi ăn không? Anh Jenny ngồi bên trong này hả? À, Jenny ngồi bên trong này đúng không? Anh Jenny ngồi cái bàn thứ hai. À, không phải cũng đông như này đúng không? Không, không ngồi hôm nay vắng. Vắng. Còn Judy ngồi tận bên trong cùng cơ. Wow. Tại vì hôm nay Judy ngồi kế dọc ấy. Đó. Đây là đậu phụ chiên à? Đây là đậu phụ chiên, tên tiếng Anh là Agedashido. Đây là hướng dẫn viên du lịch ở bên Pháp nhưng mà cũng đã du học vài năm ở bên Nhật nhá. Rất là thành điệu luôn và rất là giỏi luôn. Hello, ngày thứ 3 mình vừa mới làm tóc xong và mình chuẩn bị ra đường. À, công việc hàng ngày của chồng tôi. Trời ơi, sắp chỉ vào. Good morning. Hôm qua đi lục gờ đông quá, thế nên hôm nay mình đã phải phục thù đặt bằng được cái quán cà phê Markly lúc 9:30 sáng. Đây là Ngọc mọi người ạ. Mỗi hôm một em. Mỗi hôm một em đúng không? Hôm nay đến Ngọc được thi tầm. Và hôm nay mình đang ngồi ở cà phê Markly ở bảo tàng Louvre mọi người ạ. Và cuối cùng là mình đã cầm trên tay góc chocolate cream mọi người ơi. Và đây là chiếc bánh croissant mà sơ ngoài nó bé vậy. Mặt mình là bé rồi, chiếc bánh này nó còn bé hơn cái mặt của mình. Thực ra là ở đây đáng tiền view thôi, nếu mà bạn muốn chụp ảnh thì ok, còn nếu mà để ngồi uống cà phê và ăn bánh croissant thì thôi nhá, không ngon đâu. Hello mọi người, bây giờ mình đang ở quán mì ramen mọi người ạ, thì mình ramen cá theo recommend của em Ngọc. Và bây giờ đây quán là một này trong những quán nên thử. Bọn mình đã phải book trước cách đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ trên app và sau đó là chờ đến lượt mình bắt đầu mới người ta nhận. Còn 20 phút nữa. Còn 20 phút nữa rồi bọn mình đã đi lang thang gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Vizen đang trông khá là mệt mỏi sau khi mà chụp rất là nhiều hàng cho mình. Trông Vizen kiểu rất là khổ sở ấy. Đây là quán mì ramen cá mà bọn mình vẫn phải xếp hàng đây mọi người ạ. Wow. Trời ơi, để cỏ đây cảm giác như kiểu là đang ở một cái kiểu khu bán hải sản ở bên Nhật ý. Trời ơi, dã man. Đây là chỗ của bọn mình, mỗi người sẽ được có một cái chỗ bé kiểu con ý. Mình ngồi sang bên này, cái bàn này nhá. Ờ, ok.
Merci. Đây, ngồi trên này đi. Đây là menu mọi người ạ. Mình không biết chọn, thế nên là mình sẽ chọn theo ý Ngọc. Ngọc bảo ăn gì mình sẽ ăn đấy. Tại vì hôm qua, lúc mà Dương bảo ăn cái này mình không ăn cái đấy, mình ăn cái kia. Và cuối cùng là món của mình đã thất bại. Ở đây cảm giác như kiểu mình đang trong một cuộc bộ phim kiểu giật đuổi. Nhưng mà không hiểu sao mình có cảm giác như một bộ phim giật đuổi của giết người của Hàn Quốc ý, chứ không phải là của Nhật ý. Lúc đến mình tưởng là ở đây kiểu bán kiểu như kiểu là có bán hải sản các thứ, mà ra thì có bình. Mình sẽ để địa chỉ ở đây cho mọi người, để mọi người có thể đến ăn. Oh my god. Oh my god. Trời ơi, cái cốc lúc ấy chủ hàng ấy là cái cốc sô cô la nó đổ vào. Con rể hiếu thảo không? Mua quà cho bố và bố vợ luôn. Bảo sao được mẹ vợ yêu thế. Mình đang đứng xếp hàng ở ngoài opera để chuẩn bị vào trong này để chụp một shot cho Joy Us ngày hôm nay. Bọn mình đã phải mua vé trước khoảng tầm 30 phút gì đấy. Ngọc phải xếp hàng mua hộ mình rồi mình chụp vài set ở ngoài đường kiểu street style. Bây giờ bọn mình đang xếp hàng đi vào trong này. Lạnh lùng thế, cười đi nào. Phan Anh độc thân nha. Sale luôn. Hôm nay là một ngày trời mưa gió, thế nên là may quá ở đây không phải xếp hàng quá đông. Bây giờ ở đây cũng vắng đúng không? Đông chị nhìn cái hàng xong thì này. Oh my god, tôi xin rút lại lời nói nhá. Đây là phía người đằng sau. Trời ơi, nhà hát Opera Garnier là một công trình kiến trúc mọi người ạ. Thực sự rất là đẹp, nguy nga và tráng lệ. Đẹp vô cùng nếu như mà vắng người. Mình đã chụp cho Joy Us ở đây và thực sự mình thích tất cả mọi chỗ mọi người ạ. Cầu thang, đèn chùm. Buồn cười dã man, lúc mà mình mặc chiếc váy này á, mọi người xúm lại để chụp ảnh. Mình nghĩ chắc mọi người nghĩ mình là người nổi tiếng hay là một nàng công chúa hay là ngôi sao gì đấy hay sao ấy. Rất nhiều bé chụp ảnh của mình chắc nghĩ mình là công chúa. Mình cảm thấy rất là vui. Đây cũng là một trong những quán cà phê mà mọi người phải đến và phải trải nghiệm. Vì ở đây có chocolate cream, cùng với ăn bánh croissant rất là ngon mọi người ạ. Đây là quán cà phê The Floor mọi người ạ. Mình sẽ xếp hàng từ khu này, sau đó là chờ đến lượt mình để được vào ngồi. Đó, bọn mình đã có bàn rồi, may quá có bàn ở bên ngoài mọi người ạ. Hôm nay mình vẫn chạy như một con gấu bông, mỗi tội hôm nay gấu bông là chó đốm. Có một lưu ý là nếu mà mọi người đi các quán cà phê và đi các quán ăn ở Pháp thì mọi người nên dành thời gian khoảng tầm 2 tiếng nha mọi người. Vì là xếp hàng mất 15-20 phút, sau đó là chờ 15 phút đến lượt mình. Order xong phải chờ đến 15 phút tiếp đến lượt mình được ăn. Mình ăn xong rồi đến lúc mà mình bảo check bill thì cũng phải 15 phút sau bắt đầu mới ra. Nói chung là ở đây tác phong rất là thong thả, thế nên là mình ăn xong một bữa sẽ mất khoảng tầm 2 tiếng. Nên là mọi người nếu như mọi người đã có lên plan các thứ mà ăn vào một tiếng thì mọi người gạt bỏ luôn đi nhá. Chắc chắn là sẽ 2 tiếng. Nếu không tốt nhất là đi ăn đồ fast food đi cho nhá. Trời ơi, chocolate cream của quán cà phê The Floor này thì đúng chuẩn Paris luôn. Có nghĩa là sô-cô-la nóng sẽ để một cái cốc riêng và cream sẽ để một cốc riêng. Khi nào uống mình sẽ múc vào và... Wow, kiểu giống như kiểu Milo hảo hạng ấy. Ngon hơn chứ. Ngon. Cà phê được mang đi luôn. Đỉnh chóp. Tiếp nha, đây là món cream brulee đỉnh chóp nha. Lúc đầu mình tưởng là sợ không ăn hết vì ngọt quá, nhưng mà ai dè ăn một miếng nhớ cả đời luôn. Nghĩ lại vẫn thèm. Đây là view của quán cà phê The Floor nha mọi người. Và bên cạnh chính là cái quán hôm trước mình ngồi, Le Deux Marcon. Đó, trời. Đây là Khải Hoàn Môn đây này. Khải Hoàn Môn tiếng Pháp là gì nhỉ? Saint Élysée. Oh, Champs-Élysées. La 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 la. Buổi sáng cuối cùng ở Paris, part 1. Đây là đồ trong phòng, bách trước khi bọn mình chuẩn bị di chuyển sang Thụy Sĩ. Rất bừa bộn, không còn chỗ trống nào luôn. Nhưng
đồ của tôi chỉ có một góc thế này thôi. Vợ tôi thì... Hello, mình đã về lại Pháp đây mọi người ơi. Và mọi người xem. Đây là xe sau khi mà chất đầy vali của mình. Trời ơi, mình đã phải mượn thêm một vali của bé Dương lúc mà đi Thụy Sĩ với cả Iceland. Tại vì là không thể nào mà vác được hai vali to. Thế cùng bây giờ ở đây có tổng cộng là 5 vali. Bây giờ bọn mình đang di chuyển sang một cái khách sạn khác ở gần Opera, để vì là ngày mai mình sẽ chụp nốt hàng ở Opera. Thế nên là mình sẽ bye bye khách sạn Emila nha. Mà cũng rất là tiếc. Bọn mình đã đổi khách sạn mới mọi người ạ. Và mình sẽ di chuyển sang khu vực Opera. Đấy, trong phố sáng nó cũng xịn xò hơn rất là nhiều. À, đây rồi. Ở trong này thì nó sẽ không có khách sạn kiểu to với cả đẹp như ở phố ngoài kia. Mình chọn mãi mới được một em khách sạn trông mà cũng khá hợp ý. Ở đây sẽ có ban công, nhìn như kiểu mấy khu nhà cổ của Pháp ấy mọi người. Đợi tí để check in nha. Trời ơi, khách sạn này trông cũng rất là xinh xắn nha mọi người. Không to với cả đẹp như khách sạn ở bên kia, nhưng mà nói chung là ở gần Opera, ở gần phố chính, xung quanh cũng rất nhiều quán cà phê và quán ăn nổi tiếng luôn, khá là ưng ý. Giá cũng rơi khoảng tầm 5 triệu một đêm. Đây là căn phòng 13m² của bọn mình. Căn phòng ở M Villa thì còn là 10 mấy nha chồng nhỉ? 15, 16. Thực ra nó cũng không phải là quá bé đâu. Vào thì nó cũng rất là xinh xắn, màu be. Có ban công à? Có ban công để chụp ảnh buổi sáng. Rất là Paris. Mỗi tội là chẳng qua là vì mình quá nhiều vali thôi mọi người ạ. Ban công mình mai chụp ảnh đẹp. Đâu thế nào? Mai chụp ảnh buổi sáng à? Đấy. Đau ơi. Ngồi đây chụp thì đúng đậm chất Paris luôn á. Trời ơi. Này khác gì Forget About Her của Justin. Trời ơi. Hôm nay mình có một job chụp cho thương hiệu áo dài Tulip mọi người ạ. Và mình sẽ chụp ở Opera. Sau khi quẩy xong hai chiếc áo dài thì mình đã tự thưởng cho mình một cốc chocola nóng và một chiếc bánh táo. Đây là quán cà phê De La Pay, rất là nổi tiếng ở Opera nha. Bánh hành, bánh táo. Bánh táo. Bánh táo. À. Cái đây là sốt gì đấy? Sốt kem à? Dạ, kem. Nhiều đường quá, rất ngọt lắm mọi người. Không cần chỉ đang ăn chung với sốt. Hôm trước đi chụp hàng nhiều quá, thế nên là mình không đi được nhiều, nên hôm nay mình đã đi vào khu Palais Royal ở gần khách sạn của mình. Ở trong này kiến trúc cũng rất là đẹp và đồ sộ, và mình đi vào hôm nay là đầu tuần, thế nên rất là vắng này. Thực ra nếu mà mình đến đây từ nửa tháng trước ấy, thì ở đây lá vàng rất là đẹp, chụp ảnh rất là tình luôn mọi người ạ. Trời ơi, mình đi vào những khu này mình rất là thích cảm giác như có một đứa trẻ con đang chạy trong công viên ý. Và mình để quên luôn chiếc túi của mình, để quên tận 15-20 phút sau quay lại. May mà không bị mất mọi người ạ. Nhưng mà thế vẫn chưa đủ, tí nữa mọi người xem tiếp mọi người sẽ thấy là mình để quên tận 2 lần. Eo ơi, ăn ở này. Lần này là bị chim ị và quần nha. Này mọi người ơi, may mà có miếng khá sức nhiệt. Cái miếng này mình đã quẩy để quên ở trong túi. Từ đêm qua đến giờ là lúc 8 giờ tối rồi bây giờ. Đến 5-6 giờ chiều rồi. Bây giờ mình sẽ đi chụp set cuối cùng của Joy Earth nha mọi người. Ngày cuối cùng của bọn mình, lúc đầu bọn mình thích đi Château de Versailles cơ, thế nhưng mà không có thời gian nên là mình sẽ ghé qua Jardin du Luxembourg. Ở
Ở đây có rất là nhiều cây nên là ở cuối thu thì mình vẫn vớt phát được mấy con ảnh chụp cùng với lá vàng mọi người ạ. Buổi chiều nắng ở đây siêu đẹp luôn. Đây, ở đây, bọn mình chụp ảnh ở đây xong và sau khi diễn mình quên luôn túi ở đây. Lần thứ hai quên túi ở công viên, lần trước là ở cung điện Ryan gì đấy. Và lần thứ hai là ở chợ, đây là cái gì nhỉ? Cái gì Jardin de Luxembourg. Đấy. Hai lần mà mình để quên túi ở cái chỗ kia. Xong rồi mình đi lang thang hết tất cả chỗ này. Xa ơi là xa tí thằng kia, xong rồi phải tầm 15 phút nhỉ? Thì mà cuối cùng cũng không mất. May quá. May mà vẫn còn chiếc túi ở đấy mà mọi người còn di chuyển cái ghế rồi cô. Trời ơi, lộc thật đấy. Tổ tiên phù hộ độ trì. Quà của bé Ngọc nha. Thank you. Wow. Vì mình không mang kính cận nên là mình mới mang mỗi kính dâm cận. Thì mình bắt buộc phải kính dâm cận này thì mình mới nhìn thấy được để mình đóng hàng về. May quá là mình phải bán được rất nhiều hàng sau cái buổi thanh lý up lên mạng. Mọi người tranh nhau mua ấy mọi người, kiểu ai chuyển khoản trước thì mình đúng thôi, tại vì mọi người bảo giữ nhưng thực sự là mình không nhớ ai với ai. Thế nên là cảm ơn tất cả mọi người đã mua hàng pass lại ở bên này để mình có thể về ít cân nhất. Bọn mình đang đánh đồ để chuẩn bị về Việt Nam mọi người ạ. Và cảm ơn mọi người đã xem những tập vlog của bọn mình ở Paris. Hẹn mọi người vào tập vlog tiếp theo. Bye bye. À đừng quên là nếu mà mọi người thích vlog này thì đừng quên like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye.